với gia đình, mọi người trên xã hội này. Thì có nhiều gia đình thì có ba con, có những gia đình có một con đã thấy rất khó khăn. Huống chi một hộ, một mẹ mà nó nuôi dưỡng, đào tạo, rèn luyện 345 trẻ khuyết tật, trẻ bỏ rơi, trẻ cô đơn lại càng khó khăn hơn nhiều. Tôi tính rằng nếu mà 345 trẻ khuyết tật, trẻ bỏ rơi, trẻ khó khăn, trẻ cô đơn ở đây ấy, thì phải là 200 hộ mới được. Ít nhất cũng là 200 hộ. Nếu không đẻ một con của một hộ thì như thế 345 hộ cộng lại thì mới bằng một hộ của Quốc Hương. Tôi đánh giá rất cao vì cái hộ này là một cái hộ trên thế giới chưa từng thấy và trong đất nước ta cũng chưa từng thấy. Mà hộ này không phải là hộ khó khăn, hộ các cháu được ăn mặc tử tế, đàng hoàng, được học hành, được dạy bảo về đức tính, về văn, trí, thể, mỹ. Khi Tiểu Hương lượm các con về thì với Tiểu Hương khó khăn lắm. Vì các con lượm về thì đa số các con 7, 8 lạng, 9 lạng, 1 ký, hơn 1 ký. Thì đa số các con lượm về thì chuột ăn, kiến ăn. Có em thì, có con thì không còn thở được nữa. Có con thì trong thùng mì gói, có con thì gói trong tờ báo, có con thì trong đống rác. Mỗi đứa có một hoàn cảnh. Nếu nói về người mẹ nói chung và nói về chị Huỳnh Tiểu Hương nói riêng, tôi rất nhớ một cái câu của một nhà nổi tiếng, người ta nói là tương lai của các con là công trình của mẹ. Thế thì chăm sóc 345 đứa trẻ đó là công trình của chị Huỳnh Tiểu Hương. Và tôi thấy đây là một người hết sức vĩ đại, có lòng yêu thương đối với các con và tình cảm mẹ con hết sức mẫu mực, hết sức thủy chung, hết sức trong sáng và ấn tượng vô cùng. Tôi có thể nói là đây là một người mẹ vĩ đại. Mà chăm sóc các em thì thật tình là nhìn thấy các em thì những người bảo mẫu chúng em là rất thương các em. Cái gì mà em có bây giờ thì cũng ngoài sức tưởng tượng của em nhiều lắm. Tại vì sống ở quê mà hoàn cảnh không nhìn thấy thì nó cũng trôi qua từ từ, tức là ngày nào mình biết ngày đó thôi. Thế nhưng mà thật sự là vào trung tâm này em cảm thấy mình được làm việc và được cống hiến nhiều lắm. Rồi là mẹ thì lo lắng cho tất cả tương lai. Lần đầu tiên tôi được bỡ sững sờ khi được gặp Huỳnh Tiểu Hương. Không biết mắt mình có thực hay không, nhìn một con người mà không biết là con người này mà mình kính trọng, mà kính trọng của tụi con cháu, mình kính trọng là vì gì? Con người thì làm việc thiện. Tôi đã được bà chị tôi đưa cho những cái tài liệu nhớ hơn một tập, tôi làm cái nhiệm vụ đi phân phát cho mọi người. Có những người tôi đi tìm những cái người mà có kính trọng, tôi nghĩ rằng con người đọc cái gì thì con người quá khổ, chữ nghĩa rồi là bị vùi dập của bọn đệ giặc yêu mình. Mà hôm nay khi mà đã được thì tôi nghĩ rằng khi mà đã trưởng thành mà bắt đầu là có khả năng, có cái gì phải bù lại để mình phải sung sướng, để mình phải cởi bao nhà rộng để mà hưởng chứ. Tại sao kia lại con người ấy lại chịu gian khổ, con cháu với các cháu để làm những cái việc thiện, việc phúc, việc đức. Và trên đời này tôi nghĩ là không thể có được. Và rất là trong sáng, rất là tốt. Thế nhưng bây giờ đã được cái sự lãnh đạo và cái chỉ đạo của Hội Chữ Thập Đỏ Trung ương, thành ra là tôi rất là yên tâm và tin tưởng là Trung tâm Nhân đạo Trung ương sẽ ngày một phát triển tốt hơn. Và đối với mình Tiểu Hương ấy lại càng vững vàng để mà mang hết sức mình để mà mang lại tình thương và chăm sóc hơn 300 con người, 300 cái tâm hồn trẻ của ta. Và như thế là đã hiện nay đã và đang phát triển được tốt, mà từ một có mấy chục cháu mà bây giờ đã lên hơn 300 cháu. Nói thật ra làm người đảng viên ấy, tôi thấy là nuôi một đứa cháu trong nhà đã vất vả, đang là hơn 300 con người mà trong đó lại có nhiều người tàn tật, có nhiều cháu tàn tật và có những cháu mà như thế hơn 50 cháu
trẻ bỏ rơi như thế, mà từ cái đứa trẻ nhận đỏ hỏn như thế, ốm đau như thế, bệnh tật như thế, mang về chăm sóc. Bây giờ là các cháu, những cháu 3 đến 5 tuổi lấm chấm trông yêu lắm. Tôi nói thật là tôi cũng rất tự hào vì trung tâm nhân đạo Hùng Vương, tuy là cháu cho chị Huỳnh Tiểu Hương đấy, tuổi không nhiều, nhưng mà cuộc đời như thế, từ một cô bé cung cực của xã hội, khổ cực xã hội, mà bây giờ là nâng tay, bây giờ không gia đình nhưng mà lại có rất đại cả gia đình, không bố, không biết bố là ai, mẹ là ai, anh em là ai, từ không mà bây giờ cũng có, như thế là sẽ hơn 300 con cái cháu về sau nay lại thành một cái đại gia đình rất là hạnh phúc. Cho nên là tôi cầu mong trung tâm liên lạc hướng phát triển, và cũng mong là xã hội mỗi người là cũng góp một tay đỡ cho một phần nào để cho cái trung tâm liên lạc hướng có thể phát triển. Sở dĩ tôi biết tiếng Huỳnh Tiểu Hương qua trên báo chí, nhưng đậm nhất vẫn là cuốn sách của nhà báo Diệu Ân viết về Huỳnh Tiểu Hương, thì tôi nghĩ đấy là một con người huyền thoại. Nhưng lần thứ nhất tôi đến thì không những huyền thoại nhưng mà lại là con người hiện thực, rất vĩ đại. Hôm lần trước là kỷ niệm thứ 12, còn bây giờ lần thứ 17, tuổi 17 của trung tâm nhân đạo quê hương, rất khỏe khoắn, rất khôi ngô, và cái trung tâm ngày càng phát triển rực rỡ. Hôm nay mà dự cái kỷ niệm tuổi 17, tôi được gặp những nhân vật mà trong cái cuốn sách của Diệu Ân viết về một ông người sau Đài Loan, người Đài Loan, thì tôi chỉ thấy thấp thoáng trong sách. Nhưng hôm nay được gặp trực tiếp những người đó, và người ta dự, người ta phát biểu, người ta đánh giá cao về Huỳnh Tiểu Hương, không những ở Việt Nam mà ở Đài Loan, thì cái nhân vật Huỳnh Tiểu Hương cũng được ở cái vị trí xứng đáng, được tôn vinh xứng đáng. Và cái người mà giúp đỡ Huỳnh Tiểu Hương như là ông Bụt, là ông Sao Đài Loan, 20 cây vàng cho đến đợt vừa rồi. Những cái tiền nó chỉ là những cái bước bằng cỡ thí dụ, nhưng trong thực tế thì người ta nghĩ rằng cái tình cảm của nhân dân Đài Loan và của ông Sao Đài Loan đối với Huỳnh Tiểu Hương nó lớn hơn nhiều. Thứ hai là hôm nay tôi lại được gặp một nhân sự nuôi cái cô bé Lọ Lem bắt được ở trên tàu, và hôm nay đã 39 năm, thì 37 năm hai mẹ con mới được gặp nhau, và hôm nay tôi lại được gặp hai cái nhân sự cô bé Lọ Lem đó, hiện nay đang làm giám đốc một trung tâm nhân đạo lớn nhất Việt Nam, và cái người mẹ là bộ đội thì hôm nay cũng đã ngoài 60 tuổi rồi, nhưng mà họ gặp nhau sau 39 năm họ khóc không nói đến lời, và để nhưng mà có một cái điều là khóc đấy, nhưng mà cô ấy là mẹ nuôi của Huỳnh Tiểu Hương lại cười đấy, cười sung sướng, cười thỏa mãn, cười hy vọng, bởi vì cái trung tâm hiện nay là đã quá sức tưởng tượng của cô ấy, và cô ấy nghĩ rằng cái cô bé Lọ Lem ấy không ngờ bây giờ nó trở thành nhân vật vĩ đại như vậy, và tôi cũng có nghĩ như cô ấy và như mọi người. Hôm nay dự tuổi 17, tôi hoàn toàn mãn nguyện trước cái sự thành tựu 17 năm của trung tâm nhân đạo quê hương, cứ mỗi một tuổi thì trưởng thành thêm một bước. Và cái tuổi 17 đang là cái tuổi sung sức, tuổi bẻ gãy sừng trâu. Và tôi hy vọng đấy là không thể đảo ngược. Cô Huỳnh Tiểu Hương là người thời đại. Và ở đây là tôi thấy rất là xứng đáng. Rất xứng đáng. Góp một cái phần rất lớn, vai trò là mái ấm đại gia đình. Tâm đạo tư. Đối với tỉnh chúng tôi thì hết sức cố gắng để tạo mọi điều kiện, nhất là cái trong cái giới phụ nữ, để làm sao là mặc dù rất nhỏ mà
góp một cái phần động viên tinh thần, phần vật chất, đặc biệt là chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý, về mặt vật chất để cho là mẹ của tôi sẽ thực hiện ước mong của mình xây dựng một cái trung tâm về cơ sở vật chất thì hoàn chỉnh, xinh đẹp, khang trang, nhưng mà về nuôi thì cũng xứng đáng là một mẹ quan tâm đến con, đặc biệt là về học hành, giáo dục và sức khỏe. Đón nhận, nuôi dưỡng và giảng dạy, đưa cháu đi học, và bây giờ đã có trên 4.000 cháu đã trưởng thành ra đời, hòa nhập vào xã hội, trở thành người lao động tốt của xã hội. Nhiều cháu trở thành cán bộ ở cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, vân vân, người lao động. Để kết quả rất tuyệt vời. Một con người như thế hoàn thành bằng tấm lòng nhân đạo của mình để đón nhận các cháu, để nuôi dưỡng các cháu từ lúc mới lọt lòng ra cho thành người lao động, đóng góp được rồi. Gặp chị Hương, làm việc chị Hương, thăm trung tâm chị Hương, đều thấy toát lên
như con người cũng là thể hiện một phần bản chất phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, phẩm chất của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi trân trọng chúng tôi luôn là trong hoàn cảnh của mình đã từng trải cuộc đời đầy đau thương, những cái lòng thương của chị rất sâu sắc, rất cụ thể đến từng cháu, đến từng người. Và từ cái lòng thương đó mình bôn ba, mình đi hết nơi này đến nơi khác, thậm chí cả nước ngoài, vân vân, rồi khắc phục cái hoàn cảnh bệnh tật của mình để mà tạo ra một nguồn lực nuôi con cháu. Con người khắc phục khó khăn lớn lắm, tấm gương khắc phục khó khăn. Và tôi thấy là chị Hương là một người có thể từ một người mù chữ bây giờ trở thành một người có trình độ đại học, từ người mù chữ tự học tự làm trở thành một người nói được tiếng Anh, nói được một số thứ tiếng để giao dịch làm việc với ta. Và chị Hương phấn đấu vươn lên không ngừng và đóng góp cho xã hội rất là lớn trong việc nuôi dưỡng các cháu mồ côi, các cháu tàn tật, các cháu cô nhi khó khăn. Hành động việc làm kết quả rất đáng ảnh về người phụ nữ thì qua các chương trình của trung ương cũng như địa phương và các ban ngành đưa Tiểu Hương vào những cái danh hiệu tiêu biểu người phụ nữ trong phong trào tiếng Việt Nam, người phụ nữ đương thời, người phụ nữ đương đại trong lịch sử Việt Nam hiện đại, và đặc biệt là đại diện cho gia đình, giáo dục con hoa không phản đối, và rất là nhiều chức danh. Nhưng đối với Tiểu Hương đó là một chức danh, nhưng với bản thân Tiểu Hương thấy rằng mình chưa có đủ, vì còn rất là nhiều người làm tốt hơn Tiểu Hương nữa, và giống như người phụ nữ trong động đại diện Việt Nam, thì Tiểu Hương nghĩ rằng đây là đại diện của thôi, bản thân Tiểu Hương không đủ gọi là rung động, vì Hương được làm chứ đâu phải làm tốt, và được tiếp nhận thêm một đứa trẻ cùng hoàn cảnh như mình, đó là phần tưởng thưởng của Tiểu Hương. Chứ còn nếu nói đương thời mà làm tốt thì Hương không biết Hương có tốt hay không. Và Hương nhìn thấy rằng rất là nhiều người làm việc tốt hơn Tiểu Hương. Và cũng giống như những người giáo dục con ngoan dạy con tốt thì càng nhiều người hơn nữa. Nhưng nhiều danh hiệu, quá nhiều danh hiệu mà Tiểu Hương không thể nào kể hết được. Nhưng Tiểu Hương chỉ biết rằng để một người phụ nữ tốt và thật tốt thì đất nước của mình còn nhiều và nhiều hơn. Còn riêng bản thân Tiểu Hương chỉ biết rằng cảm ơn xã hội cộng đồng cho Tiểu Hương được làm mẹ của mấy trăm người con, và cho Tiểu Hương được đứng vững trong nền tảng xã hội hiện tại. Và trong một hoàn cảnh thật khó khăn, nhưng Tiểu Hương vẫn đứng vững là nhờ cái công sức của xã hội, và đặc biệt là địa phương luôn luôn tham gia hỗ trợ tạo điều kiện cho Tiểu Hương không lung lay. Và riêng cá nhân của Tiểu Hương, đến hơi thở cuối cùng Tiểu Hương sẽ cống hiến cho xã hội, từ nói chung tất cả thời gian và những gì mình có một lần đóng góp cho xã hội. Và đặc biệt cảm ơn toàn thể nhân viên của trung tâm, những người cộng sự của trung tâm và những người tham gia tình nguyện của trung tâm, và các anh em báo đài truyền thông đã luôn luôn tích cực để mà khích lệ tạo điều kiện cho Tiểu Hương. Và trong những lúc mà Tiểu Hương đuối sức gọi là không còn hơi thở nữa, coi như là không nghĩ rằng mình sẽ sống, nhưng khi Tiểu Hương nghe được những khóc bỏ la của trẻ và những tiếng động viên của các anh em, hãy cố lên chị, chúng em ở bên cạnh chị. Rồi các con, mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ ơi mẹ nhớ đi đâu mẹ sẽ đem con theo với, mẹ nhớ đừng bỏ con. Thì những người nặng làm cho Tiểu Hương vượt lên và đứng dậy trỗi dậy trong ước mơ của mình. Huỳnh Tiểu Hương là một người phụ nữ Việt Nam mà có tấm lòng nhân ái và có sự hy sinh rất là cao cả để mới đến được thành quả ngày hôm nay. Bởi vì đọc lại cái lịch sử của cô Huỳnh Tiểu Hương, mình phải rất xúc động. Là một cái cô bé mà đã qua rất là nhiều cái đau khổ, đi từ giữa những cái gian khổ nhất của cuộc đời, đi từ những cái thấp nhất của cuộc đời của con người, từ đó trưởng thành lên và xây dựng được một trung tâm rất là tốt. Thì
nghe về Vinh thì rất là nhiều, trên báo, trên nhiều câu chuyện viết về cơ sở này và người sáng lập thì khi mà tôi làm hiệu trưởng thì tôi đã phụ trách cái bài học về xã hội, thì tôi có rất nhiều lần được đi tham dự công việc phòng trường hóa điện từ cách đây khoảng 2-3 năm tôi có đến đây để chủ yếu là thăm để biết là thăm các cháu của tôi nuôi dưỡng ở đây và những cái người mà có cái tấm lòng rất là cao đẹp đã sống đồng ý và vào một cái nhà cháu nó có thì lâu nay tôi nhớ lại là khi mình đến thăm quà tặng thì không phải là lớn nhưng mình là đến để tìm một cái thứ nhất là sự trân trọng đối với những tấm lòng của người thương. Cả một đời hy sinh vì những mảnh đời bất hạnh, cả tuổi thanh xuân chỉ biết lấy công việc thầm lặng là cứu giúp mọi người để làm niềm vui cho mình. Những việc đã làm được thì vô cùng lớn lao, nhưng chị chưa bao giờ muốn nhớ tới, cũng không cần ai phải biết đến công sức của mình. Chị chỉ có một tâm niệm là sẽ ngày càng có thêm nhiều người tốt, sẵn sàng giang tay làm phúc để thế giới này không còn những người nghèo khó, bất hạnh nữa. 20 năm mãi mê với sự nghiệp nhân đạo, 10 năm gồng gánh mái ấm quê hương, chị Tiểu Hương đã bỏ qua hạnh phúc riêng tư của mình khi vẫn còn độc thân ở tuổi 45. Và có lẽ do quá lao tâm lao lực để gồng gánh trách nhiệm của một người cha lẫn người mẹ, nên chị đã sớm lâm bệnh nặng. Hiện tại chị bị ung thư ngực, bướu đường ruột và đang chạy thận nhân tạo. Thật khó có thể nói hết những gian truân vất vả cũng như niềm khát vọng cháy bỏng mà chị muốn ban đến cho những mảnh đời khốn khó neo đơn. Mong sao cộng đồng xã hội sẽ dành chút tình thương và đóng góp của mình để cùng chị nhóm lên ngọn lửa của yêu thương, của lòng nhân ái. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ trong lòng mỗi người được nhóm lên, nó sẽ trở thành một ngọn lửa, sẽ đủ sức lan tỏa khắp nơi và sự ấm lòng của bao trẻ thơ bất hạnh trên cuộc đời này.